các bạn ơi. Mấy con khủng long của bạn bò không có lo chăm sóc nó gì hết, bây giờ nó chạy đi mất tiêu luôn. Bình thường nó rất là phái đeo vô cái móng tay này nè, bây giờ bạn bò không có cho nó đeo rồi, bạn qua bỏ nó, bây giờ nó chạy đâu mất tiêu rồi, bây giờ phải đi tìm nó lại thôi. Trời mưa lớn quá, không biết các bạn khủng long có bị mất mưa hay không nữa. Đã phát hiện ra một bạn khủng long rồi bò ơi. Bây giờ bạn khủng long đó bị mất mưa, đi hết nổi luôn rồi. Bây giờ phải đeo cái dù này vào, đeo cái nón dù này vào để ra cứu bạn khủng long đó. Bạn bò đứng ở đây đợi nha. Từ từ phải bung cái dù này ra, rồi chúng ta sẽ đội lên đầu, thì đi ra ngoài mưa sẽ không bị ướt. Bạn bò không có cái dù, bạn bò đứng ở trong đi, đừng có đi ra. Bây giờ bạn bò muốn ra luôn phải không? Rồi vừa ẩm, mình sẽ ẩm bạn bò lên nha các bạn ơi. Bạn bò muốn tận tay giải cứu con khủng long đó, bạn bò mới chịu. Đó bạn bò, đúng rồi, đem con khủng long vào trong đây và cho bạn ấy khô lại đi, giữ ấm cho bạn ấy nha bạn bò. Lâu lắm rồi bạn khủng long không có được ngậm ngón tay của bạn bò. Bây giờ bạn khủng long ngậm một cái là bạn khủng long không có buông ra luôn. Bạn bò gán giữ bạn khủng long này nghe, rồi tiếp tục đi tìm thêm. Con khủng long bạn bò vừa cứu được đâu rồi? À, bạn bò cứu được con khủng long này khỏi cơn mưa rồi phải không? Con khủng long này, con khủng long có cánh. Bây giờ trời đã hết mưa, bạn bò hãy đi tìm thêm những con khủng long khác nha. Ở đằng kia có một con khủng long lạc bầy. Trời đang sấm chớp, hết mưa rồi, nhưng mà nó đi có một mình nên à. Mình qua mình kêu bạn bò đi giải cứu liền. Bò ơi, bạn bò làm gì vậy? Bạn bò đang làm ổ ủ ấm cho mấy con khủng long này hả? Bây giờ bạn bò đi qua bên kia giải cứu thêm một con khủng long kìa, nó đang ở ngoài trời sấm sét mà nó không có cái ổ, nó đang rất là cực khổ. Đây một con này là một con khủng long có gai. Thêm một con này nữa là được hai con rồi phải không? Đó, để vào cho con này ủ trong đây hả? Cho thêm con này ủ nữa đi, lắp cát lên cho nó ủ đi, rồi mình tìm thêm ba con kia nữa. Bạn bò mới phát hiện ra có một con khủng long nó bị kẹt trong cái hang này rồi các bạn ơi. Bạn bò thấy cái con khủng long đó không? Từ từ lấy đá được nha, lấy đá lên. Ừ đúng rồi, lấy mấy cục đá đó ra, đừng có cho đè bạn khủng long, bị đau. Rồi ừ, lấy cục đó ra luôn. Rồi đúng rồi, giải cứu được chưa? Là khủng long gì vậy bạn bò? Đâu, là khủng long ba sừng các bạn ơi. Nè bây giờ bạn bò đem qua bên kia, vô cái ổ bên kia nó đi. Từ từ thôi ông bò, té ông bò ơi. Cái ổ của bạn bò bây giờ là được 3 con rồi nha các bạn. Hay quá, giải cứu thêm 2 con nữa là đủ bộ 5 con, là 5 ngón tay của bạn bò luôn đó. Bạn bò tìm khủng long từ sáng tới giờ rất là mệt rồi các bạn ơi. Bây giờ mình có một bịch bánh này dành cho bạn bò. Thế sao? Có cái lằn này nè, bạn bò cầm hai bên, tay bên này, xé ra. Rồi xé ra, ừ. Xé ra, đừng văng bánh ra nha. Xé, mạnh lên, ừ. Cố lên, hết sức luôn, dùng hết sức luôn. Không được hả? Wow, đây là bánh gì đây? Tôi xin một miếng đi bạn bò. Để vô tay nè bạn bò ơi, mau lên, thèm quá. Ăn cho bịch bánh này xong đi, rồi đi tìm thêm 2 con khủng long kia nha. Bây giờ tiếp tục đi tìm 2 con khủng long kia nè các bạn ơi. 2 khủng long kia nó bị dầm mưa rất là lâu rồi, không tìm nó sớm là nó sẽ bị lạnh lắm đó. Ở đây có một cái hang này bạn bò ơi, có khi nào con khủng long nó vô trong đây nó trốn không? Cái kho hang này là con khủng long vô trong đó vừa luôn đó. Bạn bò nhìn coi có khủng long không? Đạp gai đứt chân đó. Mang dép vô đi, không phải đạp gai đứt chân nha. Đi ra ngoài đường là phải nhớ mang dép nghe chưa? Cái hang đó chỉ là cái hang chuột thôi, không phải cái hang khủng long đâu. Bây giờ sao đây? Đi về hả? Không có được, phải tìm được 2 bạn khủng long đó mới đi về. Nè các bạn, 1, 2, 3 khủng long nè. Mấy khủng long này nó phái đu tay của bạn bò vậy lắm á, cho nên bạn bò vừa đi tìm khủng long mà vừa đem 3 khủng long này theo luôn. Tìm thêm 2 khủng long nữa là sẽ thêm 2 ngón tay này, 1, 2. Đây này bạn bò ơi, bạn bò qua đây bạn bò. Đây nè, chỗ này, qua đây bạn bò, qua đây điểm nè, qua bên kia đi. Bạn bò thấy chưa? Đây nè. Đó. Lú ra hai cái đầu kìa. Thấy không? Nó núp trong đó đó, nó đang trốn trời mưa đó. Bây giờ bạn qua làm sao để giải cứu được? Vì giải cứu hai con kia. Lấy đá ra. Lấy mấy cục đó ra. Đúng rồi. Rồi còn một con nữa, kéo cục này lên luôn, kéo cái cục đá lên. Là được 3-4 con rồi. Còn một con thuốc trong kia con bơi. Đây nè, con bơi ra đi. Nè, thấy không? Nè cái đầu nữa nè, thấy không? Đây. Từ từ. Đó. Kéo này lên, nổi không? Đây. Giở lên. 1 2 3 giở. Rồi. Lụm nó ra đi. Đúng rồi, hay quá. Ây da. Vậy là được, giải cứu được 5 con rồi. 5 con trên một bàn tay. Bây giờ gắn lên cho nó đu bàn tay của bạn Bo xong rồi đem nó về nhà nha. Con này là một con khủng long bạo chúa màu xanh. Hãy miệng ra. Nhâm. Nó tưởng tượng cái ngón tay của bạn Bo như là cái bầu sữa mẹ của nó vậy đó. Vô. Nhâm. Nhâm rồi, sẽ giở tay lên coi. 5 con khủng long luôn. Mỗi tay không bạn Bo? Rồi đem 5 khủng long về nhà ông ơi. Đi uống sữa hả? Nè bạn Bo đem mấy khủng long này vô trong đi, rồi uống sữa. Đem vô để vô đúng vị trí nha. Ôm được không? Bây giờ bạn Bo muốn uống sữa không? Bạn Bo muốn uống sữa thì bạn Bo phải sắp xếp mấy bạn khủng long này đúng vị trí. 5 bạn khủng long sẽ một hàng này nè, rồi bạn Bo sắp lên đi. Khủng long này khủng long cổ dài siêu to luôn nè các bạn. Mấy bạn khủng long này chỉ bằng cái đầu của bạn khủng long cổ dài thôi. Đó, nhỏ hơn cái đầu của bạn khủng long cổ dài nữa. 5 bạn khủng long này sẽ chiếm không nhiều vị trí đâu. Rồi sát vào. 2 3. Đủ 5 bạn nha. Sắp xếp cho nó vào vị trí đẹp đẽ rồi mình mới đi uống sữa. Rồi 3 bạn khủng long nhanh chân lên đi. Làm mau thì sẽ được uống mau, mà làm lâu thì sẽ lâu uống đó nha. Bộ sưu tập của bạn Bo rất là nhiều luôn các bạn ơi, nhưng mà ở đây nè không có chỗ sắp cho nên để vô trong đây nè. Rồi xong chưa? Khủng long 1 2 3 4 rồi còn con đó nữa, đúng rồi là 5 con. Ok. Để lên con. Khủng long này là khủng long ba sừng, khủng long bạo chúa, khủng long cái này là hình có cánh nè, khủng long này biết bay nè, còn khủng long này như là nó sống dưới nước hay sao á. Đây là khủng long bạo chúa luôn. Hoàn thành chưa? Ok, bây giờ các bạn khủng long đã được vào vị trí rồi. Vô đây chụp tấm hình cái coi. Hai nè, xin chào nè, nhìn vô. Hai. Một bình sữa đầy, bạn Bo hút có mấy hơi là hết trơn. Rồi bạn Bo nằm xuống ngủ với mấy khủng long đi nha. Bạn Bo ngủ không có cho khủng long ngủ kế bên vậy nè. Bạn Bo phá mấy khủng long lắm. Bạn Bo kêu mình để cái chân lên vậy nè các bạn ơi, để cho mấy con khủng long nó cạp vô ngón chân của mình, cho nó quen ngón chân của mình. Rồi một con đầu tiên. Con tiếp theo. Khủng long đó là khủng long gì vậy? Khủng long có cánh hả? Rồi kẹp vô đi, mau lên đi, kẹp vô cho quen đi, mốt rồi đừng có chạy tà bạ lung tung nghe mấy con khủng long. Kẹp vô nè, cái ngón này nè. Tới con gì vậy? Tới con khủng long đê giác. Ai da, cái móng này bự lắm sao nó cạp dừa. Cái miệng con khủng long tê giác nhỏ quá, hồi để khủng long bạo chúa á nó mới cạp dừa. Nè cạp vô đi, nhanh lên đi, cạp cho quen cái móng chân. Mai mốt không có bằng Bo thì lại đây cạp móng chân của mình đỡ. Bóp ở trên á. Dạng ơi, khủng long bạo chúa nè đó, không cái miệng khủng long bạo chúa bự lắm. Khủng long tê giác nè. Rồi 2 con rồi 3 con rồi 4 con rồi. Còn 1 con nữa, kéo ngón chân lên nè, kẹp vô đi. Cái móng này nè, như vậy là 5 con khủng long nó kẹp vô 5 ngón chân của mình luôn rồi. Bạn Bo phái hả? Bạn Bo không có bị kẹp vô bàn tay, bạn Bo phái. Rồi được rồi đó, nó quen rồi đó. Rồi cho nó vô ngủ đi, vậy nào mà nó quậy thì hãy đem ra đây lại. Rồi gỡ hết 5 con luôn nha. Rồi cho nó vô vị trí hồi nãy đi. Hẹn gặp lại các bạn.